Thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu thế giới Linen vừa công bố nam ca sĩ Isaac đã trở thành đại sứ độc quyền thời trang thể thao Linen tại Việt Nam, đồng thời khai trương cửa hàng flagship mới nhất tại Vincom Đồng Khởi. Sự kết hợp này sẽ rất bùng nổ và khơi bật chất riêng của tinh thần thể thao Linen, cùng năng lượng âm nhạc cá tính từ Isaac, đồng thời cũng mang đến những làn gió mới và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ Việt. Sự kết hợp giữa thương hiệu Linen và ca sĩ Isaac sẽ lan tỏa niềm đam mê luyện tập thể thao, phong cách sống tích cực tới khách hàng yêu thể thao tại Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ. Dịp này, Linen đã khai trương flagship store tọa lạc tại Vincom Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng mang đến không gian mua sắm hiện đại, trưng bày đa dạng những sản phẩm thể thao chất lượng của Linen.